khác cái mùi vị cá chê đi. Đúng rồi. Và mới ăn nước thôi đã thấy ngon rồi. Thì cái nước là cái tinh túy mà. Dạ chính xác. Ủa hôm nay có ninja dự buổi tiệc luôn hả? Sao mà chương trình nấu đồ ăn ngon quá à? Em không biết nói sao mà ngon quá. Em thấy ngon quá. Cá chín vừa tới, chuối chín vừa tới. Và mọi thứ rất là ngấm đều với nhau. Hòa quyện. Hòa quyện. Và ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức những món này là món giúp tăng cân. Gia Bảo chú ý đừng ăn nhiều. Bây giờ nó có ăn nhiều. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem nguyên liệu tiếp theo là gì. Được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21, táo xoắn hay còn gọi là táo spirulina hoặc táo mặt trời là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho người gầy cần tăng cân hay phục hồi sức khỏe. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong 3 muỗng canh bột táo xoắn tương đương với protein và vitamin B12 có trong 500 g thịt bò, canxi của 3 ly sữa, sắt trong 3 chén rau chân vịt, beta-carotene trong 18 củ cà rốt, kali của 3 chén gạo và vitamin E của 3 muỗng mầm lúa mì. Chắc hẳn các bạn sẽ băn khoăn không biết cách nào để tiếp cận nguyên liệu này. Đừng lo, ngay tại nơi bạn sinh sống cũng có thể tìm mua được. Hiện nay, công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo là khu nuôi trồng tảo lớn nhất Việt Nam. Cái vùng Vĩnh Hảo này nó phù hợp về cả khí hậu, thời tiết nắng nóng và ít mưa. Nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo được xếp thứ nhì trên thế giới là nguồn khoáng nó phong phú. Cho nên nuôi trồng tảo tại Vĩnh Hảo, nó dùng cái nước khoáng Vĩnh Hảo thì nó sẽ cấu thành lên những cái sản phẩm. Nó mang cái tính đặc thù và nó không có thua kém những cái sản phẩm tảo trên thế giới. Để tập làm quen trước với tảo xoắn, chúng ta hãy thử bổ sung bằng cách kết hợp với ẩm thực nhé. Món ăn đầu tiên sẽ khiến các bạn nữ phấn khích với sự xuất hiện của các loại trái cây. Vừa đẹp da lại bổ dưỡng, ai mà không thích mê nào. Chỉ cần gọt vỏ các loại trái cây, sau đó múc mỗi loại quả thành từng viên tròn xinh xắn. Làm sốt salad với mayonnaise, sữa chua, sữa đặc và một ít nước chanh. Một chút xíu tảo xoắn hòa tan là món ăn được đảm bảo chất lượng dinh dưỡng rồi. Rưới sốt lên là thưởng thức được ngay. Đơn giản như thế thôi, ngại gì mà không thử. Món mì xào giòn sẽ trở nên mới lạ hơn rất nhiều khi kết hợp với tảo xoắn. Các nguyên liệu được thái miếng vừa ăn, trụn sơ rau để giữ được màu xanh mát và độ giòn nhé. Chiên mì là phải chiên ngập dầu. Wow, mì nở bung trông đẹp chưa kìa. Phi tỏi cho thơm rồi thêm vào các loại hải sản. Tiếp theo là nấm, hành tây, nước dùng. Nêm nếm với một ít gia vị, một chút bột năng để tạo độ sệt. Cuối cùng là trứng rồi khuấy đều. Sôi một chút là cho thêm rau củ được rồi đấy. Khi sốt bớt nóng, rưới nước tảo và trộn đều là ăn được rồi. Món ăn đầy đủ hải sản, rau củ, còn thêm tảo xoắn thần thánh. Đúng là chất lượng như ở thiên đường. Ai thích ăn súp thì giơ tay lên nào. Hãy theo dõi Thiên Đường Ẩm Thực là món súp cay đặc biệt nhé. Luộc chín ức gà. Sau đó xé sợi thịt gà như thế này. Đun sôi nước dùng gà, lần lượt cho vào măng, nấm, cà rốt, gừng và một ít sa tế. Nước dùng sẽ đậm đà hơn với thịt gà, đậu hũ non, bột nêm, đường và ớt bột. Bột năng và lòng trắng trứng sẽ giúp cho món súp có độ sệt đặc trưng. Cuối cùng là dầu ớt, tiêu và tảo xoắn hòa tan. Tín đồ ăn cay chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món này. Bảo đảm ăn xong sẽ phải suýt xoa. Vừa rồi là trong tất cả các món ăn đều có một cái nguyên liệu là tảo spirulina. Ai bước vào đại tiệc phải vượt qua trò chơi sau đây. Và bây giờ hai đội sẽ vượt qua một trò chơi vô cùng đơn giản. Các bạn vui lòng lùi ra một bước. Các bạn có thời gian 10 giây để tia. Bắt đầu.
Và bây giờ là 10 giây để sắp đặt. Từ trái qua phải theo cân nặng nhỏ nhất và đến cao nhất. Bắt đầu. Ủa, cái gì đổi luôn vậy? Ba, hai, một, hết giờ. Hai đội gần giống nhau, gần giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Bút chì nhiều bông. Đây cuốn sách. Cái bóng, chai, thủy tinh. Đây là bình có nước. Đây là tạ. Ủa cái này có vẻ nặng nhất hả? Bên đây cũng giống nè. Chỉ khác cái vị trí hai cái này thôi đúng không? Cái này nào nặng hơn ta? Cái này cũng khó ha. Nhìn bằng mắt thường cũng khó. Cầm còn không biết được nữa. Và sau đây là thứ tự. Bút chì nhồi bông. Sách. Banh. Chai thủy tinh. Bình chứa nước. Và tạ. Như vậy đội thắng cuộc là đội Hoa Khôi. À! Vô. Dân quá, dân quá. Trong cái buổi tiệc, cái món đầu tiên phải thưởng thức là món súp. Trời, anh bảo nhiệt tình quá. Mở thôi là thấy mùi rồi. Ok, gái ưu tiên gái. Được. Đây, ưu tiên gái nè. Đây, bên kia chạy mình sẽ thử nha. Cái này là súp. Có gà, có tàu hũ, có nấm. Đặc biệt là có tảo. Mà nhớ nha, cái tảo đằng sau này các bạn có nấu, nhớ là đừng bỏ vào khi đang nóng. Bởi vì các dưỡng chất nó sẽ bị mất đi. Để em múc dùm cho. Tự thử được anh. Nó công anh hỏi. Ngon quá con. Anh ăn sỏi luôn hả anh Bảo? Ờ, lấy cho bạn. Chúc mừng anh thiệt á. Ăn bông nè, còn bông luôn. Phe cái nước ngọt, thanh, dễ ăn. Em thấy vừa có gừng vừa có ớt, có vị cay cay chút chút rất là ngon. Đúng rồi. Vô tới cái cổ, nó vẫn có cái vị the 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 trong cổ. Đúng rồi, hay quá Quyên ơi. Em là mẫu người phụ nữ của thế giới luôn á. Cái mùi tảo đó làm sao? Khi mà nó còn dưới biển thì nó có cái mùi rất là nồng, rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà... Mùi tanh tanh á. Dạ, mùi tanh. Được chế biến rồi thì nó hầu như nó bị mất đi cái mùi của nó. Nó ăn lâu quá. Nó hình dạng nó làm sao? Cho siêu thị á, là nó sẽ làm thành những cái dạng như bột hoặc là súp hoặc là viên gì nè. Sao Thư? Em thấy á, là khi mà mình ngửi á, mình có thể nghe được một chút xíu mùi của tảo. Đúng rồi. Nó cũng sẽ hơi là lạ. Nhưng mà khi mình ăn vô á, thì ở gia vị á, nó hòa quyện vào, nó không... Hòa huyện, nó hòa huyện. Hòa quyện. Anh thích nói hòa huyện. Em thì là một người rất là thích ăn cay. Ừ. Mà những cái món nào không có cay hay là gì đó em ăn không có được. Mấy cái món hồi nãy đâu có cay mà thấy cũng ăn quá trời đó. Chấm nước mắm với cay mà anh. Mì xào giòn, hải sản, trong đó có tảo. Chị ăn rồi. Có ai đâu mà.